Xin chào tất cả các bác. Rất vui được gặp lại mọi người trong phiên đồng hồ ngày hôm nay của cửa hàng Kiên Đồ Cũ, kênh chuyên giao lưu và giới thiệu về những chiếc đồng hồ cơ cổ chính hãng đến từ Thụy Sĩ, Nga và Nhật. Phiên đồng hồ buổi sáng thứ năm ngày 14 tháng 9 năm 2023 ngày hôm nay tiếp tục giao lưu và mang đến cho các bác bộ sưu tập gồm rất nhiều những chiếc đồng hồ cơ cổ chính hãng, máy cơ tự động và quắt tay đến từ rất là nhiều các thương hiệu. Và các bác mình trong quá trình xem video yêu thích mẫu đồng hồ nào, nhanh tay chốt đơn cho em theo số điện thoại Zalo 0936050424 em đã ghi bên ngoài màn hình nhé. Rồi và đi vào phần giới thiệu các mẫu đồng hồ ngày hôm nay. Chiếc đầu tiên mang đến cho các bác sẽ là một chiếc Hamilton Thin O-Matic. Phiên bản Hamilton được ra mắt vào đầu những năm thập niên 60 và đây là một trong những cái phiên bản mà rất là đáng tự hào của thương hiệu Hamilton. Cho ra mắt lần đầu tiên bộ máy cúc áo. Bộ máy cúc áo này thì để sản xuất được bộ máy cúc áo này thì Hamilton đã phải sử dụng rất là nhiều những cái người thợ có kinh nghiệm lâu năm cũng như là những cái công nghệ mới nhất. Đó. Không phải thương hiệu nào cũng có thể tạo ra được cái bộ máy cúc áo này đâu nha các bác. Ở đây các bác có thể thấy được cái phần bánh đà này nó chỉ nhỏ như một chiếc cúc áo thôi, rất là nhỏ. Đó. Kỹ thuật cực kỳ tốt. Em này sẽ toàn bộ là một cái bộ máy vàng các bác nha. Máy tự động 17 chân kính và cái dòng máy cúc áo này thì nó có hỗ trợ thêm cả cơ quắt tay nữa. Nếu như mà các bác yêu thích thương hiệu Hamilton và mình chuyên sưu tầm những cái dòng đồng hồ cơ cổ như thế này thì một bộ máy cúc áo sẽ là một trong những chiếc đồng hồ mà em nghĩ là rất là xứng đáng để cho các bác có thể sưu tầm ạ. Rồi, về phần thân vỏ bên ngoài thì toàn bộ sẽ là vỏ thép không gỉ. Phía dưới mặt đáy có khắc tên thương hiệu Hamilton nha, nốm zin nguyên bản này. Đó. Trên này thì toàn bộ phần thân vỏ còn rất là sáng và đẹp nha, không hề bị hao mòn. Đó, đặc biệt là còn giữ được nguyên bản cả từ phần móc khóa nữa. Một chiếc dây da bò zin của thương hiệu Hamilton này. Dây được làm thủ công cực kỳ đẹp luôn. Đó. Một chiếc đồng hồ hơn 60 năm mà vẫn còn giữ được cái tình trạng tốt như thế này, chắc chắn là người chủ cũ người ta phải giữ gìn một cách rất là cẩn thận. Đó, size mặt em này là 30 size 35 các bác nha, chiều ngang size 35 và chiều dọc là size 40. Đó. Em lên tay cho các bác cùng ngắm này. Hamilton máy cúc áo phiên bản 1960. Đó. Zin nguyên bản toàn bộ 100% từ phần dây khóa. Bác nào muốn sưu tầm cũng như là sở hữu chiếc đồng hồ này thì các bác chốt đơn cho em nha. Mã số 1 ngày hôm nay có giá là 3.980.000 ạ. 3.980.000 mã số 1. Chốt đơn em theo số điện thoại Zalo bên ngoài màn hình. Cửa hàng Kiên Đồ Cũ có hai hình thức thanh toán dành cho các bác. Cách thứ nhất, các bác có thể đặt cọc từ 200.000 một đơn trở lên. Bên em sẽ gửi hàng qua bưu điện và các bác thanh toán nốt phần tiền còn lại cùng tiền cước cho bưu tá. Cách thứ hai là các bác chuyển khoản hết thì bên em bao phí vận chuyển nhé. Rồi qua chiếc số 2 mang đến cho các bác một chiếc One Time Central, máy cơ tự động và có hỗ trợ quắt tay của đồng hồ Thụy Sĩ nha. Nhắc đến thương hiệu đồng hồ One Time thì nếu như mà bác nào chưa biết đến thương hiệu này thì thương hiệu này được ra mắt vào năm 1888 bởi một người thợ được mệnh danh là người thợ đồng hồ giỏi nhất nước Mỹ các bác nha. Ông đã cho ra mắt rất là nhiều những cái dòng đồng hồ mang tên thương hiệu One Time và được giới chuyên môn đánh giá cao cũng như là người tiêu dùng cực kỳ là yêu thích. Một chiếc One Time form trứng á, mặt số trải tia rất là tinh tế, có cài đá đen và một lịch cóc 3 giờ các bác nhé. Toàn bộ phần thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ thép không gỉ như thế này. Đó, vỏ thép sáng bóng. Một cái form trứng cổ điển. Chiều ngang size 33.5 và chiều dọc sẽ là size 42. Bộ máy cơ tự động và em này có hỗ trợ thêm cả cơ quắt tay nữa. Em đeo lên tay này, các bác cùng ngắm này. One Time Central, máy cơ tự động. Một em đồng hồ đến từ Thụy Sĩ. Mã số 2, chiếc này có giá là 2.380.000 nha. 2.380.000 chốt đơn cho em ạ. Senco 5 chặt góc. Thương hiệu này thì chắc là em không cần phải giới thiệu quá nhiều nữa rồi đúng không các bác? Ở trước màn hình đây thì chắc chắn là
Chắc hẳn là sẽ có rất là nhiều bác đã biết đến cũng như là quen thuộc với cái dòng đồng hồ Senco 5 này, một trong những huyền thoại thời bao cấp tại Việt Nam những năm thập niên 70-80. Đó, đây sẽ là một chiếc mặt đen truyền thống nha, viền vàng và có một ô cửa lịch góc 3 giờ ạ. Thân vỏ bên ngoài là vỏ thép, inox không gỉ. Đó. Nốm góc 4 giờ và đây sẽ là một bộ lịch bơm ạ. Máy vẫn là máy 7009A các bác nhá, máy zin nguyên bản của đồng hồ đấy ạ. Em đeo lên tay này. Quá là chất luôn. Senco 5 chật góc. Chiều ngang size 34 và chiều dọc trên này là size 39 ạ. Máy cơ tự động, tình trạng hoạt động tốt. Đã được lau dầu và căn chỉnh ổn định. Đó, Senco 5 chặt góc mã số 3, trên này có giá là 1 triệu 180 nghìn nhé. 1 triệu 180 nghìn ạ, mã số 3 cho em. Coslavin Sox Pro. Đó, Coslavin để lưu xe. Máy cơ quắt tay 23 chân kính. Một chiếc Coslavin form. Máy cơ siêu mỏng cho các bác. Cái form của nó rất là sang và thanh lịch. Đó. Bạn nào thích những cái form nó mỏng gọn thì đây sẽ là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời cho các bác luôn nha. Phiên bản này nó là một cái phiên bản sản xuất để dành cho ngày kỷ niệm ngày thành lập tháp Eiffel. Và trên đây mặt đồng hồ đây các bác có thể thấy được cái biểu tượng hình tháp Eiffel được người ta tạo hình chìm ở trên phần mặt này. Đó. Các bác có thấy không ạ? Một cái hình chìm, hình tháp Eiffel ở đây. Rất là hay nha. Một phiên bản kỷ niệm cực kỳ ý nghĩa cho các bác. Em này sẽ có size mặt là 30 năm không tính nốm này. Cái form máy của nó rất là mỏng gọn luôn ạ. Lớp vỏ vàng bên ngoài thì còn sáng bóng và đẹp nha. Đây là phía dưới mặt đáy này. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử. Coslavin để lưu xe, máy cơ có tay 23 chân kính. Đó. Form máy cơ siêu mỏng. Thương hiệu đến từ Liên Xô. Thì thương hiệu Coslavin trước đây nó là một thương hiệu của Thụy Sĩ và sau những năm thập niên 80 thì sau những năm thập niên 70 thì thương hiệu này đã chuyển nhà máy của mình đến Liên Xô và cho ra mắt những chiếc đồng hồ cổ Coslavin mang thương hiệu của Liên Xô các bác nha. Đó, bác nào thích chiếc này chốt đơn em. Zalo các bác với mã số 4 chỉ có 1 triệu 480 nghìn ạ. 1 triệu 480 nghìn cho chiếc đồng hồ cổ Coslavin phiên bản kỷ niệm ngày thành lập tháp Eiffel. Phiên bản kỷ niệm rất là ý nghĩa như thế này. 1 triệu 480 nghìn ạ. Chiếc số 5 này mang đến cho các bác một em đồng hồ thương hiệu Benrus. Nhắc đến thương hiệu Benrus thì đây là một thương hiệu mà chuyên sản xuất những cái dòng máy cao cấp độc lạ mà cái mục đích của thương hiệu này hướng đến đó là những cái tầng lớp thượng lưu nhà giàu các bác nha. Đó. Và ngay trên tay em đây cũng vậy, đây là một cái phiên bản cổ hàng cao cấp cho các bác. Phiên bản Benrus kim rốn ạ, một trong những chiếc đồng hồ thương hiệu Benrus đời đầu. Đó, rất là xưa và vintage. Phong cách sang trọng, độc đáo. Phần mặt sẽ có 4 cọc số chính nằm tại vị trí 3, 6, 9 và 12. Và điều đặc biệt nhất đó là phần thân vỏ bên ngoài của chiếc Benrus này là vỏ vàng trắng các bác nha. Vỏ bọc vàng trắng ạ. Đó, một cái chất liệu gọi là rất là hiếm cũng như là đắt đỏ thời bấy giờ. Phía dưới mặt đáy thì sẽ là đáy thép nha các bác. Em Benrus có chiều ngang size mặt 34 và chiều dọc là 41. Bộ máy cơ có tay. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Form cũng lớn nha các bác. Size mặt 34 thì đối với những cái dòng đồng hồ xưa cổ cái form này nó cũng rất là lớn rồi. Đó. Mặt trắng à.
Bác nào thích chiếc này chốt đơn cho em nha. Mã số 5, Zalo các bác với giá là 2.280.000 cho chiếc Benrut vỏ vàng trắng. Hàng cao cấp của Thụy Sĩ này. Chiếc số 6 này, Enika. Enika một thương hiệu đến từ Thụy Sĩ. Thương hiệu Enika là một trong những thương hiệu đầu tiên trên thế giới sản xuất đồng hồ đeo tay. Thương hiệu này thì ra đời từ rất là sớm này. Đó, toàn bộ thân vỏ bên ngoài là vỏ thép không gỉ. Và Enika là một thương hiệu mà lấy ý tưởng từ biển các bác nha. Cho nên là các cái mẫu thiết kế của Enika nó sẽ một phần nào đó có liên quan mật thiết đến cái hình ảnh của biển đâu, của biển các bác ạ. À, mặt xanh nó thiết kế kiểu vân gợn sóng nằm ngang này, rất là đẹp, các bác có thể thấy này. À, cọc số trải tia và có hai ô cửa lịch góc 3 giờ nha. Em này thân vỏ bên ngoài thì sẽ là vỏ thép, mặt đáy với biểu tượng cá mập trên biển và phần nốm zin nguyên bản. Em này thì form rất là nam tính với chiều ngang size 37 và chiều dọc sẽ là size 41. Đó. Bộ máy cơ tự động. Trên này có hỗ trợ thêm cả con tay nữa, em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Enika Thụy Sĩ máy cơ tự động. Đó. Vỏ thép không gỉ. Về bộ máy bên trong thì ngay trên màn hình đây chính là bộ máy của chiếc Enika này các bác nhé. Đây ạ. Máy rất là sáng và đẹp này. Tình trạng hoạt động tốt. Em này thì đã được lau dầu cũng như là căn chỉnh rồi. Máy vàng rất là đẹp các bác nha. Một bộ máy cơ tự động nguyên bản của Enika. Rồi và bác nào yêu thích chiếc đồng hồ này chốt đơn cho em mã số 6 ngày hôm nay. Zalo các bác với giá là 2.080.000 ạ. 2.080.000 nha, mã số 6. Chiếc số 7, Technos Kaiser. Technos Kaiser mặt xanh, cọc số nổi và có một ô cửa lịch góc 3 giờ nha. Em này thì toàn bộ phần thân vỏ bên ngoài là vỏ thép không gỉ này. Thiết kế mặt kính rất là đẹp với kiểu người ta cắt gọt những cái đường tạo hiệu ứng bắt sáng rất là tốt cho phần mặt. Đó. Thân vỏ thép nốm zin nguyên bản này. Dây khóa zin và phía dưới mặt đáy có khắc tên cùng với biểu tượng thương hiệu Technos ở đây. Và đây sẽ là một chiếc đáy bắt quái nha. Thân vỏ thép không gỉ. Bây giờ em sẽ mở máy chiếc này các bác nha. Rồi và đây là bộ máy bên trong của chiếc Technos này các bác nha. Đây sẽ là một bộ máy với phần vành tóc gai này. Đó, máy cơ tự động 25 chân kính nguyên bản của Technos. Đây, máy em này thì rất là sáng và đẹp nha. Tình trạng hoạt động tốt. Một bộ máy ETA máy 2632 ạ. Thương hiệu máy hàng đầu của Thụy Sĩ đấy ạ. Zin nguyên bản 100%, Technos Kaiser mã số 7 có giá là 2.680.000 nhé. Mời các bác cùng chốt đơn cho em mã số 7. Chiếc số 8 này, Technos GG. Đó, phiên bản Technos với form mặt vuông TV rất là độc đáo. Phiên bản này rất là nổi tiếng tại Thụy Sĩ các bác à, tại Nhật Bản các bác nha. Đó. Rất là thật nổi tiếng tại Nhật Bản và được ra mắt vào đầu những năm thập niên 60. Cọc số nổi có một ô cửa lịch góc 3 giờ và vẫn là một cái màu mặt xanh của Technos rất là quen thuộc. Thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ thép không gỉ. Nốm zin này, dây khóa zin và phía dưới mặt đáy có khắc tên cùng với biểu tượng Technos ở đáy. Đó. Thiết kế rất là vuông thành bén cạnh. Sắc nét. Form cực kỳ trông nam tính và khỏe khoắn luôn. Chiều ngang size 36 và chiều dọc trên này là 38. Ở cái phần dây khóa này thì người chủ cũ người ta có đính lên trên đây một cái bộ lịch kỷ niệm nữa. Nếu như mà các bác không thích thì mình có thể bỏ ra nha. Đó. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Đây sẽ là phần mặt của chiếc Technos Chi này.
Form cực chất luôn nha. Các bác nào mà thích những cái dòng đồng hồ mà trông nó nam tính một chút, nó khỏe khoắn một chút thì đây sẽ là một cái sự lựa chọn rất là hay cho các bác này. Bộ máy cơ tự động và chiếc này có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa. Máy đã được lau dầu, hoạt động ổn định. Đó, chốt đơn em mã số 8 với giá là 2.180.000 này. 2.180.000 nhé. Rado Baliwa Aster. Đó, một em đồng hồ đến từ thương hiệu Rado, một thương hiệu rất là nổi tiếng của Thụy Sĩ ạ. Đó, zin nguyên bản từ phần dây khóa nha. Và em này sẽ là cái form kiểu hàm cá mập rất là hay luôn. Thân vỏ bên ngoài là vỏ thép không gì, à, em xin lỗi, vỏ gốm ạ. Vỏ gốm các bác nha. Đó. Cọc số dạng răng nanh và có một ô cờ lịch cóc 3 giờ. Nốm zin nguyên bản này, mặt đáy có khắc biểu tượng Rado ba cá ngựa và phần dây khóa zin như thế này. Em này sẽ có chiều ngang size 36 và chiều dọc là 40. Là bộ máy cơ tự động. Máy cơ tự động, em đeo lên tay này. Rado Baliwa Aster. Tự động Thụy Sĩ zin nguyên bản 100% từ phần dây khóa. Vỏ gốm. Một thiết kế cực kỳ độc đáo đến từ thương hiệu Rado. Mã số 9 nha, có giá là 2.180.000 ạ. 2.180.000 mã số 9. Rồi qua mã số 10. Osto, máy cơ tự động 20 năm chân kính, một em đồng hồ đến từ Thụy Sĩ. Em này có hỗ trợ thêm cả con tay các bác nha. Đó, cọc số dạng khối. Một ô cờ lịch cóc 3 giờ này. Mặt tỏa tia, thân vỏ bên ngoài toàn bộ sẽ là vỏ thép. Đó. Em này có chiều ngang size 34 và chiều dọc sẽ là size 39 ạ. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Osto. Thân vỏ thép. Máy cơ tự động có hỗ trợ quắt tay. Mã số 10. Em này giá là 2.180.000 nha. 2.180.000 mã số 10. Aurelis, một em đồng hồ đến từ Thụy Sĩ ạ. Một em đồng hồ xưa với màu mặt cực kỳ là ấn tượng và độc đáo. Đó, màu mặt hổ phách. Cọc số trải tia và có một ô cờ lịch cóc 3 giờ. Các bác có thể thấy được cái thiết kế mặt của em này nó rất là lạ mắt luôn nha. Thân vỏ bên ngoài thì toàn bộ là vỏ thép không gì. Đây là mặt thân vỏ bên ngoài này. Đó, phía dưới mặt đáy. Size mặt của chiếc này chiều ngang size 35 và chiều dọc là size 40. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử ạ. Đây sẽ là phần mặt của chiếc đồng hồ này nhé. Máy cơ tự động, tình trạng hoạt động tốt. Mã số 11 có giá là 2.080.000. 2.080.000 mã số 11. Rồi 12 này. Một em đồng hồ cơ cổ thương hiệu của Liên Xô, Seconda. Để lô xe, máy cơ có tay 18 Jewel. Đó, mặt số trải tia với điểm nhấn tại góc 6 và 12 giờ. Em này thì thân vỏ vàng bên ngoài đã lên màu bã trầu rất là đẹp như thế này nha. Lên đều toàn bộ luôn ạ. Rất là hiếm các cái dòng đồng hồ xưa mà nó có thể lên dầu đều như thế này. Nên các bác nhìn này. Đó, gần như là đã lên dầu hết rồi. Rất là đẹp luôn. Ở đây có chuyện là được bọc vàng ong 20 nha. Nó tương đương với lại bọc vàng 20 micron của Thụy Sĩ đấy ạ. Đáy thép. Xe mặt em này sẽ là 34 không tính núm. Đó, bộ máy cơ có tay. Tình trạng hoạt động tốt. Em đeo lên tay cho các bác này. Seconda mã số 12 có giá là 1.480.000. 1.480.000 nhé, mã số 12. Tiếp tục mã 13 này, Ponjot, máy cơ có tay 23 chân kính. Một em Ponjot của Liên Xô, thân vỏ vàng, đáy thép. Chiều ngang size mặt 38 và chiều dọc là 43. Bộ máy cơ có tay với 23 chân kính ạ. Đó. Form lớn rất là dễ đeo cho các bác này. Nếu như mà các bác sưu tầm đồng hồ Liên Xô thì Ponjot sẽ là một thương hiệu mà các bác không thể nào mà bỏ qua được rồi, đúng không ạ? Mã 13 có giá là 1.480.000 nha. 1.480.000 mã số 13. Rồi tiếp tục mã số 14 này, một chiếc Ponjot máy cơ có tay 17 chân kính.
Và đây là một trong những cái phiên bản Ponzo đời đầu của thương hiệu này, rất là hay để cho các bác sưu tầm nha. Để các bác nhìn này, vỏ đã lên bã trầu tía toàn bộ luôn, rất là đẹp đấy, lên đều luôn nha. Ở đây thì có chuyện là được bọc vàng ong 20 này, lớp vỏ vàng còn nguyên vẹn, đáy thép. Chiếc Ponzo với chiều ngang size 34 và chiều dọc là 40. Bộ máy cơ có tay 17 chân kính. Đó. Ponzo mã 14 có giá là 1 triệu 180.000. Tiếp tục 10 năm. Máy cơ tự động này. 23 chân kính, một em Ponzo của đồng hồ Liên Xô nha. Form mặt tròn, số la mã và có lịch. Màu mặt vàng mỡ gà, size mặt 37. Bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì có hỗ trợ thêm cả cơ quất tay nữa. Em này thì dây khóa thì sẽ là dây lụa như thế này nha. Phía dưới mặt đáy của em này là đáy thép. Đó, đáy thép nha. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử này. Đây là phần mặt của chiếc Ponzo này. Đó. Tự động 23 chân kính. Mã số 15 có giá là 1 triệu 680 nghìn. Chốt đơn cho em mã số 15. Rồi 16 này. Rado Voyager. Phiên bản đồng hồ Rado của đồng hồ Thụy Sĩ. Được ra mắt vào đầu những năm thập niên 70, Rado Voyager đã chiếm trọn được lòng sự yêu thích của người hâm mộ về cái thương hiệu đồng hồ này. Phiên bản với thiết kế cực kỳ sang trọng, mặt số trải tia, có lịch góc 3 giờ nha. Mặt kính em này sẽ là mặt kính phẳng. Toàn bộ phần thân vỏ bên ngoài là vỏ thép không gỉ, nốm zin. Đáy có khắc tên thương hiệu này và phần dây khóa zin nguyên bản của đồng hồ nha. Em này có chiều ngang size 34 và chiều dọc sẽ là size 39 ạ, 38. Đó, ngang 34, dọc 38. Bộ máy cơ tự động. Lên tay các bác cùng ngắm thử này. Em này lên tay trông cực chất luôn nha. Nó sẽ là một form trông cực kỳ là sang trọng, nam tính. Đó. Zin nguyên bản 100% từ phần dây khóa. Mã 16, chiếc này có giá là 2 triệu 280 nghìn. Các bác chốt đơn cho em nha, mã số 16. Zarya, máy cơ quất tay 17 chân kính của đồng hồ Liên Xô. Một chiếc Zarya cổ với màu mặt nâu hổ phách. Mặt số học trò này. Thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ vàng nha. Vỏ vàng toàn bộ, nốm hoa cúc. Đó, phía dưới mặt đáy là đáy thép. Chiếc Zarya có size mặt 34 không tính nốm. Lên tay này. Vỏ hơi lên màu bã trầu các bác nha. Mã 17 có giá là 1 triệu 080 nghìn. 1 triệu 080 mã 17. Mã 18 này. Senko. Senko 5 ạ. Một em đồng hồ đến từ Nhật Bản, thương hiệu rất là nổi tiếng của Nhật. Đó, một chiếc Senko 5 với màu mặt đen, kim cọc vàng và một ô lịch các 3 giờ. Chiều ngang size 35 và chiều dọc trên này là 40. Đó, vỏ inox không gỉ. Phía dưới mặt đáy có khắc tên cùng với biểu tượng thương hiệu ở đây. Lên tay cho các bác cùng ngắm nha. Đây là phần mặt của chiếc Senko 5 này. Một bộ máy cơ tự động. Nó lịch góc 4 giờ, bên đây sẽ là một chiếc lịch bơm nhá. Núm góc 4 giờ, lịch bơm. Tình trạng vẫn còn hoạt động tốt này. Mã số 18 có giá là 1 triệu 080 nghìn ạ. Giá rất là tốt và bình dân cho các bác có thể sở hữu ngay cho mình một chiếc đồng hồ của Nhật, thương hiệu Senko, thương hiệu hàng đầu của Nhật Bản như thế này. Ponzo form trứng xưa cổ điển, mặt đen bao công, có một lịch. Đó, thân vỏ vàng hơi lên màu bã trầu nha. Ở đây thì có chuyện là được bọc vàng ong 20. Phía dưới mặt đáy sẽ là đáy thép. Chiếc Ponzo với chiều ngang size 36 và chiều dọc sẽ là 40. Bộ máy cơ có tay 17 chân kính ạ. Em đeo lên tay cho các bác này. Ponzo. Mã 19, giá 1 triệu 180 nghìn. 20 mang đến cho các bác một em one time nha. Máy cơ tự động 17 chân kính. Đó, em one time
rất là chất luôn, form dáng độc đáo, size lớn, vỏ thép này, mặt trắng và nổi bật với một chiếc kim gió đỏ trên phần mặt. Chiều ngang size mặt 38 ạ, ngang 38 và chiều dọc là 40. Dây khóa chun, nhưng mà đây là một chiếc dây linh kiện nha. Mặt đáy có khắc tên thương hiệu One Time ở đây này. Đó, nốm zin nguyên bản, thân vỏ thép. Em đeo lên tay, ướm thử lên tay cho các bác cùng ngắm. Cái size của em này nó rất là lớn, cho nên là các bác có cổ tay to là đeo thoải mái luôn nha. Máy cơ tự động và ngoài ra thì có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa. Đó. Bạn nào thích chiếc này chốt đơn em, mã số 20, có giá là 1.780.000 nha. 1.780, mã số 20 ạ. Và video của em ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian theo dõi phiên đầu mùa ngày hôm nay của cửa hàng Kiên Đồ Cũ. Mọi thông tin chi tiết các bác vui lòng liên hệ cho em qua Zalo, số điện thoại 0936050424 em đã ghi bên ngoài màn hình nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những phiên đồng hồ tiếp theo ạ.